Lời đầu tiên xin chào tất cả các em cần thủ đam mê câu cá. Hôm nay em sẽ lên cho mình tổng cộng là 9 con máy. Những máy này hàng em tiễn về. Anh em nào ưng máy nào thì chốt cộng số điện thoại dưới số tập giùm em nha. Tại tập nào cũng lên 9 con hết. Anh em cứ sốt số máy thôi mà em không biết tập nào thì em không có thể chốt cho anh em. Để em vô cụ thể từng máy cho anh em xem. Cảm ơn anh em. Rồi, đây là máy thứ nhất. Đây là một con Shimano Biomaster 2000. Hàng này là hàng của Malaysia nha anh em. Hàng Malaysia, Biomaster 2000. Hàng thì này thì nó xuất thị trường Nhật. Đó. Nói chung là ngoại hình tầm khoảng 90%. Hoạt động trơn tru, không rung lắc, êm mượt. Đây. Có nút châm dầu. Mô bin vẫn là mô bin sống, lấy cước ok, máy hỗ trợ ABS, quay tới ok, quay ngược ok. Đây thông số cước, đây cước 2 được 150m, cước 2.5 được 125m. Đó, anh em xem kỹ giúp em, ngoại hình thì còn khá là êm, hoạt động thì rất là êm luôn. Đó, mô bin là mô bin sống, cốt là cốt bi trợ lực. Giá công khai máy này luôn là 1.4 triệu nha anh em, 1.4 triệu cộng ship. Hàng Shimano Biomaster 2000. Rồi, máy thứ nhất. Tiếp theo là máy số 2. Đây, để em chỉ bên đây. Máy số 2 của mình là một con Daiwa Kit. Daiwa Kit này là Daiwa Kit 4000, hàng có cốt trợ lực. Đây, Daiwa Kit 4000, nội bị phai một chút. Đây, cước số 5 được 200m, cước số 6 150m, xe chuẩn 6000. 6000 5000 Shimano. Đấy. Đấy gạt ok, mua bên sống ok. Đây đã được độ tay quay nha anh em, tay quay nấm tròn bự. Đó. Hoạt động trơn tru. Đó, độ mượt của em, độ mượt của máy kit thì em không cần phải giới thiệu nữa. Máy hỗ trợ ABS, cốt trợ lực. Máy thích hợp cho anh em đi đánh lua, lóc lua chẽm, lóc gừng. Anh em có thể lấy đánh lục đầu cần. Máy này khỏi chê. Đây, cốt đây. Đây, con lăn ok nha anh em. Đây. Cốt máy đây. Nhiều anh em đặt máy này của em lắm, để đánh lục đầu cần cũng ok. Cốt rất là to, hoạt động trơn tru đây. Đó. Lắc tay thôi cũng quay nữa. Quay ngược ok, quay tới ok. Đó. Ngoại hình con này tầm khoảng 90% nha anh em. Đây, xước đít một ít. Đây. Này chốc sơn thôi. Quan trọng là phần hoạt động với phần ở trên này bình thường. Êm mượt. Rồi, giá công khai máy này luôn, 2.5 triệu. 2.500.000. Máy 4.000. Hoạt động trơn tru nha em, rất là êm. Đó, khỏi bàn. Máy số 2 2.500.000. Tiếp theo là máy số 3. Đây, máy số 3 vẫn là một con máy Daiwa Kit 4.000. Con này còn bóng hơn con kia rất là một ít. Đây. Nồi nó đây, em quay sơ cho anh em xem. Đây, con lăn này. Đây. Chạy ít cái này thôi, không tránh được. Đây, đứt chạy rất là ít. Đây, kit Candina, hàng này hàng của Nhật nha anh em. Con ngoài này vẫn là kit 4000, mô bin cũng là mô bin sống, cốt là cốt trợ lực. Những máy hoạt động này là ok, không còn phải bàn. Đó. Những máy này hoạt động không cần phải bàn. Đó, những máy này thì anh em đi đánh lóc gừng, lua chẽm được khỏi, bao trùm luôn. Đây, giá con này công khai là 2.6 triệu nha anh em, 2.6 triệu cộng ship. Mô bin là mô bin sống. 2.6 triệu cộng ship, máy kit 4.000, xe chuẩn 5.000, 6.000 Shimano. Tiếp theo lên là một con máy
số 4. Một hàng này khá là ok, khá là đẹp đây. Đây là một con Bill Master 4000. Đây. Tặng dây bơ đi theo máy luôn nha anh em. Đây Bill Master 4000 XTL. Đây con lăn ok. Những con ốc nè, nhìn rất là ok, nhìn rất là đẹp nha anh em. Máy nguyên zin nha. Đây nhìn khá là ngọc trinh, khá là mới. Đây hàng này hàng nội địa Nhật anh em. Đó. Đây. Đất dặn đây. Cái này hỗ trợ sạc cực nhanh anh em. Máy này hỗ trợ sạc cực nhanh. Hoạt động đây. Đó, hoạt động trơn tru. Máy này chuyên cho anh em đi câu cá, câu chép, đánh lục đầu cần, câu ISO thì bao. Có thể anh em lấy đi lua cũng được luôn, vì máy hoạt động rất là mượt. Mượt khỏi bàn. Máy hỗ trợ ABS, xả cước nhanh. Đó. Đây, máy cước ok. Khỏi bàn. Giá công khai luôn, giá em này 1.400.000 cộng ship. Đây ngoại hình đây nha. Anh em tham khảo qua giúp em nha. 1.400.000 cộng ship anh em, máy có ABS. Ngoại hình còn rất là mới. Tay quay gỗ, 1.400.000 cộng ship, máy số 4. Tiếp theo là máy số 5. Máy số 5 của em lên cho mọi người là một con tờ Win 2000. Đời này hình như là đời 2006. Đây tay quay ốc dặn. Đây con lăn ok, trước ít thôi. Đây. Đây rất là bóng nha anh em. Ngoại hình con này khoảng 92-90%. Tùy theo đánh giá của mọi người thôi. Thế em là vậy. Đây hàng của Nhật. Đất thì không bị sức nhiều. Đây. Hàng từ Win này thì khỏi nói, nó chỉ thua hàng teo la thôi. Độ chắc của nó thì hơn bio rất là nhiều. Hoạt động thì bao mượt. Đây là nút châm dầu. Máy hỗ trợ ABS, copy trợ lực. Quá mượt. Hoạt động không rung lắc. Mô bình sống. Nó cứ ok. Tay quay là tay quay dặn. Giá công khai máy luôn 2.500.000 nha anh em. 2.500.000 cộng ship, máy số 6. Chuyên cho nên là đi lua, đến lục đầu cần, lô lóc, lô chẻm. Máy này lô lóc, lô chẻm là bao trùm. Tờ Win khỏi giới thiệu nhiều. Tiếp theo là lên một con máy Ben. Một con máy này chuyên cho anh em câu tra đây. Đây một con máy Ben, hàng của Mỹ, Made in USA. Một bên sống. Lấy cực ok. Máy này hỗ trợ là hai nồi. Khá là mới. Xây này xây tầm 5.000-6.000 Shimano. Đây thân là thân nhựa, thân là thân carbon, nhựa carbon, thân gata xích gì đó không biết nữa. Đây tao quay dặn đó. Máy hỗ trợ để tay quay thì tay quay dặn cốt trợ lực, hoạt động trơn tru. Một bên là một bên sống. Mới cứ ok nha. Con lăn nhanh em đó. Máy này xây 5.000-6.000 chuyên cho anh em đánh tra, hoạt động không rung lắc. Giá công khai luôn nha anh em, 1.800.000 cộng ship. Đó, 1.800.000 cộng ship, máy số 6. Tiếp theo của em lên cho mọi người là ba con máy câu lục. Đây, hàng này toàn là hàng của Nhật. Ba máy câu lục. Máy đầu tiên của em lên cho mọi người là một con Daiwa Emblem 5500A. Size này tương đương với size 10.000. Đây em kính coi thông số cho mọi người xem. Đây. Cước mượn được 1
200m, cước 12 được 170m, xe này xe tầm 10.000, 11.000. Đó, hoạt động trơn tru, không rung lắc. Máy này ngoại hình theo đánh giá tầm khoảng 90-95%. Mobin là mobin sống, máy có nông, có chống gói cước. Đất thì chạy sức ít đây, thấy không? Chạy sức rất là ít. Đây. Đây. Quay là trơn tru nha anh em. Đó. Không nghe tiếng động lạ luôn, máy hỗ trợ ABS. Đó. Giá công khai máy luôn, công khai 2.3 triệu cộng ship. Đấy cứ ok, mobile là mobile sống. Giá 2.3 triệu cộng ship nha mọi người. Máy số 7. Một con máy chuyên đánh lục. Tiếp theo là một cặp máy số 8 và số 9. Cặp này cùng thông số nhưng ngoại hình nó giống nhau luôn. Đây. Đít không bị xước nhiều. Đây không bị xước nhiều. Máy chạy là chạy 6 mặt đạn nha anh em. Hàng Bauer Asigro. Đây, Bauer. Hàng 6.000, hàng carbon. Mobile là mobile sống. Cái chống gói cước. Con lăn là lăn làm bằng đồng thau, hạn chế ăn mòn. Đây, máy này đặc biệt là máy này hai nồi. À. Đây là một nồi 5. Máy này một nồi 5 và một nồi 3. Nồi 5 đây, thông số nồi 5, cước 4 được 250m, cước 5 được 200m, cước 6 được 170m. Nồi tầm xây 6.000. Mà máy ngoại hình máy tầm 10.000 nha anh em. Đây, nó làm nồi nóng mà thôi. Đó. Ngoại hình máy tầm 10.000. Máy hoạt động trơn tru, lắc cũng quay nữa. Không cần làm gì nhiều. Mobile là mobile sống, ngoại hình tầm khoảng 90-95%. Đây. Muối ăn rất là ít. Đó, đây một nồi, đây một nồi 3. Đây, muối ăn chỗ này. Chỗ nào muối ăn thì soi cho anh em xem. Cho anh em xem kỹ. Muối ăn chỗ này thì chắc nó chốc sơn thôi chứ không bị gì nhiều đâu. Đây nồi này cước 2 được 300m, cước 3 được 200m, cước 4 150m. Nồi sẽ tầm 4.000. Nồi sẽ 6.000. Đó, đi theo máy nguyên nồi. Hai nồi. Giá công khai máy này luôn. Máy này có giá công khai là 2.3 triệu nha anh em. 2.3 triệu. 2.3 triệu cộng ship. Máy này chuyên đánh lục, chuyên cho đánh giặt bờ biển, đánh gần. À, tiếp theo của mình, của em đây cho mọi người là con máy số 9. Vẫn là con máy Bauer Asigro. Con này là đi theo máy vẫn là nồi 3 và nồi 5. Nồi thì ok, nên bị xước cái này chút, giống nồi 3 kia thôi. Ngoại hình thì dưới đây không bị xước nhiều. Đây. Ngoại hình khoảng 90-95%. Máy đổi trái phải bình thường nha anh em. Con lăn ok, lăn. Đây, hoạt động trơn tru. Đây nồi đây, đây là nồi 5 của nó. Còn rất là bóng nha anh em. Đó, còn rất là bóng. Giá vẫn công khai luôn, 2.3 triệu cộng ship. Đó. Mô bên là mô bên sống, hỗ trợ chống gói cước, máy chạy 3 mặt đạn, đổi trái phải bình thường. Đó. Đó là tổng cộng 9 con máy em lên cho mọi người ngày hôm nay. Anh em nào chốt vui lòng chốt cộng số điện thoại với số tập giùm em nha. Em có để số điện thoại ở đây, không phải anh em có thể alo thẳng cho em. Rồi, cảm ơn anh em.